cái nồi chạy lâu rồi nó bị tổn đó anh em. Rồi chạy là banh xác rồi. Gỡ ra là bố nó bào tà le hết cho anh em. Đây nè. Đó, nó bào bố rồi. Nó lắc lư cái nồi luôn. Nè, nó bào quá trời luôn. Xe này có làm ở đâu rồi, với tỉnh đấy rồi. Bố nó có bắt nó đá số nó è không anh em. Rồi, ok. Đó, nó lắc lư nè, ở giờ hư luôn rồi, hư cái đế này luôn rồi nè. Thế nào, bình thường nó khích lắm không phải nói gì đâu nha, chạy hư cái này luôn rồi, bánh xác. Rồi bây giờ làm lại nha, có thể là lên 6 lò xo luôn. Rồi, BR Edit FI Rider ấy mình là 350. Đây là cái quay RX FI lên nồi 6 lò xo đây anh em. Cái nồi viên nó 4 lò xo. Và cái chuồng heo của nó bị hư cái này rồi. Nó lỏng le. Các anh em thấy không? Nó lỏng nó kêu âm sầm á. Mình lên cái này là nó bóp rồi thấy không? Nó vừa đủ rồi, nó không có bị rơ ha. Rồi. Lên hai lớp bố, lớp sắt, lò xo, chuồng heo làm lại hết. Bố 5 tép, 1, 2, 3, 4, 5. Nó dài hơn, nó thịt nó nhiều, nó bắt vô cái chuồng này tốt hơn nha. Cái nồi viên nó 4 lò xo bỏ ra rồi, với cái chuồng heo này. Còn đây là nồi Winner này làm nồi luôn. Trái bố từ đây. Cái xe này mình rỡ nắp cò, mình chỉnh cò cho anh em, nó rơ lắm đây, thấy không? Nó nhịp chạy lâu rồi, nhịp hai cây luôn, làm nồi lên 6 lò xo chỉnh cò hay nhớt rồi hết luôn. Thì mãi hết thúng rồi anh em. Anh em hết thúng rồi. Đấy, lúc mà zin nó thúng o cái cò nó kêu nên là bị mãi hết ha. Rồi lên rồi, 6 lò xo khoai nhớt rồi đủ hết rồi, bảo hành 1 năm cho anh em nha. Rồi, ok. Yeah.
tiếp tục công việc cùng anh em khách nha. Ô tô SHI 3 chiếc xe SH350 làm nồi vô lục gió Vario Sonic 3 chiếc SH300. Những xe click dọn, bây xì dọn, cố gắng làm xe cho anh em nha. Đây cục máy đã làm. Bây giờ mở vậy, một chút sao?